Cô chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở tiết toán luyện tập chung trang 35 nhé. Nào, chúng ta bắt đầu hoạt động bài nào. Các bạn đọc yêu cầu bài 1 và hoàn thành bài cho cô. Thời gian làm bài của các bạn sẽ là 5 phút. Cô mời các bạn làm bài. Hết thời gian làm bài rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cho ra đáp án của từng câu nhé. Đầu tiên câu A. Viết số tự nhiên liền sau của số 2.835.917 sẽ là 2.835.918. Viết số tự nhiên liền trước của số 2.835.917. Vậy số liền trước sẽ là 2.835.916. Bài C. Đọc các số sau. 82.360.945 và giá trị của chữ số 2 sẽ là 2.000.000. Đọc số 7.283.096 và giá trị của chữ số 2 sẽ là 200.000. Và cuối cùng đọc số 1.547.238 và giá trị của chữ số 2 là 200. Bài tập 1 này giúp các bạn củng cố được kiến thức các chữ số liền trước, liền sau và giá trị của chữ số trong số đó nhé. Chúng ta vào bài tập số 3. Bài 3 là dạng bài biểu đồ. Các bạn cần quan sát biểu đồ thật kỹ để trả lời chính xác các yêu cầu mà bài tập giao. Cô cho các bạn 5 phút để các bạn hoàn thành bài. Cô mời các bạn làm bài.
Đã hết thời gian làm bài rồi các bạn. Chúng ta bắt đầu sửa bài nào. Câu A. Khối lớp 3 có 3 lớp. Đó là các lớp 3A, 3B và 3C. Lớp 3A có 18 học sinh giỏi toán. Lớp 3B có 27 học sinh giỏi toán. Lớp 3C có 21 học sinh giỏi toán. Câu C. Trong khối lớp 3, lớp 3A có nhiều học sinh giỏi toán nhất. Lớp 3A có ít học sinh giỏi toán. Trung bình mỗi lớp 3 có 22 học sinh giỏi toán. Như vậy sau bài tập số 3 này đã giúp các bạn củng cố về kiến thức biểu đồ và dạng toán trung bình cộng. Chúng ta qua bài tập thứ 4. Các bạn đọc thật kỹ đề bài và trả lời các câu hỏi nhé. Cô mời các bạn. Nào, chúng ta cùng giải đáp nào. Câu A. Năm 2000 thuộc thế kỷ nào? Năm 2000 thuộc thế kỷ 20. Năm 2005 thuộc thế kỷ 21. Và thế kỷ 21 kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100. Ở bài tập số 4 này, các bạn cần biết chính xác về thời gian, các năm và thế kỷ. Yêu cầu bài tập số 5, đó là tìm X. X là số tròn trăm. Các bạn nhớ lại xem thế nào là số tròn trăm để các bạn làm bài chính xác. Cô mời các bạn làm bài. Chúng ta sửa bài nào các bạn. Các bạn nên nhớ số tròn trăm là số có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị và hàng chục bằng 0, chữ số hàng trăm khác 0. Vì vậy các số tròn trăm sẽ là 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 và 900. Từ các số tròn trăm này, chúng ta chọn được các số theo yêu cầu của bài sẽ là 600, 700 và 800. Vậy X sẽ bằng 600, 700 và 800. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Bên cạnh đó, chúng ta nên nhớ dịch bệnh đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Vì thế, các bạn và gia đình mình nên thực hiện 5K và phòng chống dịch theo yêu cầu của chính phủ nhé. Cô chúc các bạn học hành chăm chỉ. Cô hẹn gặp các bạn ở những tiết sau. Cô mến chào các bạn.